Xin chào tất cả các bạn đã đến kênh Bình Thuận Dấu Yêu. Và hôm nay mình cũng được quay cảnh pha ga giả cào của Lagi đang tăng tốc ra khơi nha các bạn. Thì lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho tất cả anh em trên ghe luôn luôn sức khỏe, đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn. Thì mình cũng luôn cầu chúc cho tất cả mọi người làm ăn phát tài phát lạc trên mọi miền đất nước luôn nha. Đó, chiếc trước mặt của các bạn cũng là chiếc ghe lưới dây của Lagi đang tăng tốc ra khơi các bạn. Đó, thấy chạy rất tốc độ, có cái số niêm gô nó không rõ các bạn, nó có đọc cho các bạn xem nha. Đó, mặt ghe đứng cũng rất là xịn sò các bạn. Nói chung là giá cào của Lagi là tầm từ 22 đến 23 mét đổ lại bạn, bề ngang tầm 6 mét rưỡi nha. Đó, cũng đang cởi sóng ra khơi bằng thằng quá không dĩ luôn bạn. Nó là quải chữ không quan đẳng cấp mà. Hôm nay gió sóng gió ngoài cửa cảng cũng cấp 6 cấp 7 các bạn. Giờ này cũng tầm từ 9 giờ mấy 10 giờ đấy các bạn. Nên sóng gió nó nổi lên rồi các bạn. Thấy không? Rất là sóng, cởi sóng rồi thấy không? Chiếc kia dây cởi sóng rồi ghê không? Chiếc kia giả chứ. Lộn sự ngầu hôm nay. Nói lộn nhiều đó nha. Nói chung là mình cũng chia sẻ với anh em những khung cảnh ghe ra vào cửa cảng đẹp luôn nha, cho anh em mình xem. Thì ghe của cô chú anh chị nào còn thiếu bạn đi vô comment với mình để mình giới thiệu anh em bạn bè cùng đi luôn nha. Clip nào mình cũng hay nói vậy các bạn, do anh em hỏi mình đi ghe rất là nhiều luôn, thì mình cũng không có trực tiếp đi hỏi được, thì mình cũng nhờ lên kênh của mình để mình chia sẻ với anh em cô chú được biết luôn. Thì cô chú anh chị em có xem được thì có tiếng bạn đi thì comment cho mình luôn nhé. Đó, chiếc giả cũng đã ra ngoài cửa cảng rồi các bạn. Xíu nữa mình sẽ chia sẻ với kia dây các bạn xem theo sau. Nói chung dầu cũng đang tăng giá một phần nào bạn, nên cuộc sống anh em dân biển cũng gặp nhiều khó khăn luôn. Đó, chiếc kia pha xuất của Cà Ná Timon cũng về cửa cảng rồi. Cái dàn đèn pha các bạn ha, cái màu xanh rất là màu, rất là nổi trội, rất là đẹp các bạn thấy không? Nó ghe sơn màu đen, màu đỏ, màu xanh đen rất đẹp luôn các bạn, lắp tích sáng láng kem smen luôn các bạn. Xíu nữa mình cũng chúc cho anh em về đây đánh bắt thật nhiều cá cơm luôn nha. Nói chung là mình cũng quay rất là nhiều ghe luôn các bạn, cho ghe ra bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ nhiều với anh em. Đó, anh em cũng đang chuẩn bị cho chuyến cập cảng tại cửa cảng Lagi luôn, rút tôi cũng nhiều các bạn, cái dàn đẹp đẹp các bạn, xịn sò luôn. Là chiếc cái dây của cái giả cào nữa các bạn, một cặp bạn, chiếc ghe giả ra trước mặt, chiếc ghe dây đang đang tăng tốc theo sau bạn nha. Đó, đang tăng tốc bằng thứ ghe không, mà bữa nó mà ảnh chịch chạy xịt khói đen luôn các bạn, nhìn rất là khủng khiếp luôn. Đó, thì đi chuyến nào thì bự thu cá chuyến đó luôn nha. Khi mà về là mấy anh chạy tốc độ hì hục về cái cảng, nói chung là rất là lực, các bạn đã hiểu đó, cái độ cá nó nhiều, nó mẹp mẹp hay chạy quay rất là sướng luôn các bạn. Chiếc ghe lưới rút của Bình Thuận cũng về cửa cảng đó các bạn. Thì có mấy dàn phèn là phải ghe lưới rút không biết lưới gì mới, anh em biết vô comment cho mình luôn nha. Đó, chiếc phà xúc của Yên cũng vô chút cửa cảng rồi thôi. Thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh Bình Thuận Dấu Yêu trong suốt thời gian qua. Đù cái xuồng tải anh em ra khơi chạy má ơi, là quá chữ không khiếp không, họ mà anh chạy ghê không, cái xuồng này tại chạy rất là lực luôn, bạn thấy ghê không, xuồng để dắt kéo tải cá lấy đá lạnh rồi cho anh em ở ngoài ghe giả cào với ấy đồ ăn ngoài cửa cảng các bạn. Chiếc kia mạnh của Bình Định cũng đang lù lù ra khơi các bạn ơi. Đó, ghê không, chiếc kia mạnh của Bình Định các bạn.
cũng lù lù thẳng tiến ra khơi. Bên này cũng là chiếc phà súc của Khánh Hòa cũng đang cất đầu theo mặt. Mình ghe cũng tầm từ 15 mét đổ lại đấy các bạn, chứ không có lên nhỏ. Nó cũng đang tăng tốc các bạn. Nói chung ghe ra nhiều thì mình cũng chia sẻ với anh em thật nhiều cho anh em mình cùng xem. Ở trong ghe ghe rất là đông luôn không, ghe ra vào rất là nhộn nhịp các bạn, nhưng chứ ghe ra nhiều cũng quay rất là cảnh cái sinh động, nhìn rất là phê đúng không ạ. Gió sóng gió ghe này cũng lớn các bạn, 90 giờ nó sóng gió nó nổi lên ghê lắm. Bây giờ này thì nước nó đang lớn quá thì nên ghe ra vào rất thoải mái luôn. Nhiều ghe mà lớn lớn thì cần phải xuồng dắt ra để cho nó an toàn, không thôi là lên mấy cái bãi cắt bờ rất là nguy hiểm luôn. Sóng gió hay ghê không? Nó nhấp nhô các bạn thấy không? Hay là sóng gió lớn đối với những anh em mình chưa từng đi ghe thôi nghe. Còn như anh em đi ghe quen thì nói chung là những con sóng nó bình thường thôi, không có xi nhê gì các bạn. Dáng ghe nhưng cái đường thiết kế đường cong nó rất là đẹp phải không? Từ mũi cho tới lái phải không? Nói chung là nhớ chung rất là xịn sò luôn các bạn. Cabin cũng bạn thấy gọn gàng không? Nói chung là vững chãi ghê luôn. Kích điện là đèn led các bạn thấy không? Nè, tiếp tục chiếc ghe của Bình Định các bạn, cái mạnh các bạn. Đó, chiếc ghe này cũng chạy cũng tốc độ cũng ấn các bạn à, phải dở nha, chiếc ghe mạnh chạy tốc độ xe xe nước kia là dở lắm đó, phải dở. Số Nimgo là Bình Định là 98032 TS nha. Đó, các bạn thấy không? Mặt ghe mở quá rất là đẹp các bạn không? Ba cái trụ để căng cái dàn mạnh rất khủng không? Ở trước ba cái, sau hai cái. Là nằm trụ thì ớn ăn lắm, khi mà ảnh bung cái dàn mạnh ra là chung là đầy cái cửa cảng luôn, bảo đảm. Nhưng mà dàn mạnh cũng tầm từ hai mấy mét đó các bạn, 21 hay 2 mét đổ lại các bạn. Các bạn xem, mình quay xa xa cho các bạn xem. Dàn này sử dụng cho mình những dụng cụ là dàn đèn cao áp và đèn led bạn thấy không? Sóng gió nói chung là giờ nó nổ lên quá, ghe ra vào nhìn rất là oai oải luôn, đầy vất vả luôn. Thì mình cũng luôn chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe, bình an, làm ăn phát tài phát đạt. Ghe nào đi mình cũng chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe và bình an nha các bạn. Để nó phô mái luôn ha, ghe bữa nay nó phô mái luôn, nó y như cái mỏ con vẹt các bạn, mình không ghe một cái bô nó cabin thiết kế ba màu luôn, hai màu, màu xám với màu xanh. Đó, bạn thấy nhìn phía sau rất là xịn sò. Đó, nhưng mỗi một mẫu ghe một vùng miền thiết kế ghe khác nhau, bạn thấy ghe mình chọn khác. Có một mẫu ghe khác nhau, Kiên Giang cũng khác, Tiền Giang cũng khác, Sài Gòn cũng khác, mà nói chung là tùy theo mỗi một vùng miền có một mẫu ghe đặc trưng của họ bạn. Cho mình không có xin soi mối ghe dùng gì đẹp dùng kia đẹp. Nói chung mà mình chia sẻ lên kênh của mình đó là mình lưu giữ những mẫu ghe cho anh em mình xem. Thì anh em cảm thấy những mẫu ghe mình bay thấy hay và đẹp phải cùng xem và chia sẻ với mình, để góp ý với mình luôn và cùng mình phát triển cái kênh mình ngày lớn mạnh hơn để cho nó lan tỏa khắp mọi miền đất nước luôn nha. Đó, thì nhờ sự đóng góp của tất cả các bạn mà mình mới có động lực những video mới luôn. Nó xuồng đang tải sọt cá với nước đá lạnh ra những ghe ngoài cửa cảng các bạn. Đó, chiếc ghe mà mình dùng các bạn vuông vuông các bạn. Đây là ghe phà súc cũng đang sang cá từ ghe qua xuồng nữa các bạn. Đó thì khung cảnh nó là như vậy đó các bạn. Ghe ra về đây là đánh bắt và đậu ngoài cửa cảng, hoặc vô cửa cảng là sang cái các bạn, nên rồi xuồng mới tải vô. Đó, mình nói gì là cũng lâu lắm mà các bạn, mà mình quay lâu mình nhá. Nếu có ghe ra ngoài gì thì mình chia sẻ với anh em nó chung nó đẹp hơn xíu. Đó, thấy không? Xong rồi mấy ảnh tải đá xong rồi gió các bạn thấy không, nó giật giật đứng mà gió rất dữ luôn. Khẩm mềm ghê, chiếc xuồng bạn không? Ghe cũng 8-900 vỏ không ạ?
nhưng mà ra là chúng chấm ngàn mấy vỏ, một vỏ 15 kg đó, tầm 15 kg đổ lại đấy các bạn. Thì mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ góp ý kiến cho kênh Bình Thuận Dấu Yêu trong suốt thời gian qua luôn nha. Thì anh em xem thấy hay hãy chia sẻ cho kênh để lan tỏa thật nhiều nữa nha. Thì mình cũng chia sẻ cái vlog này cho anh em mình xem, là như nãy mình nói đó, thì mình lưu giữ những mẫu ghe cho anh em mình xem thôi, khung cảnh ghe vào cửa cảng cho anh em mình xem, trong những khung cảnh đánh bắt trực tiếp ngoài khơi thì mình không có đi ra đánh bắt được, các bạn cũng thông cảm cho mình vì mình không có đi ra ngoài khơi được các bạn, rồi sẽ sống rất là dữ luôn, nên ra đó là quay cái gì đâu mà quay được, đứng còn không xong nữa mà quay vậy ha. Thì video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây các bạn, và hẹn gặp lại tất cả các bạn của kênh Bình Thuận Dấu Yêu ở những video tiếp theo luôn nha. Rồi bye cả nhà yêu của kênh Bình Thuận Dấu Yêu.